Quý vị đến phần 2 chương trình Giờ Kết Sổ và ngay sau đây sẽ là những thông tin nổi bật trong nước và trên thế giới. Thưa quý vị, Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín Sacombank vừa tổ chức đấu giá tài sản khủng là 3 lô đất tại khu công nghiệp Đức Hòa 3, Long An, trị giá mỗi lô lên đến hàng ngàn tỷ đồng. Dự kiến nếu đấu giá thành công thì Sacombank có thể thu về khoảng 10.000 tỷ đồng từ 3 tài sản đảm bảo này. Ngoài đấu giá 3 lô đất này thì Sacombank cũng rao bán hàng loạt tài sản đảm bảo là bất động sản khác để thu hồi, xử lý nợ xấu nhằm đạt mục tiêu xử lý được 15.000 đến 20.000 tỷ đồng nợ xấu trong năm nay. Thời gian qua, nhiều tài sản trị giá hàng trăm tỷ tại các quận trung tâm đã được Sacombank bán thành công. Không chỉ Sacombank, sau khi nghị quyết 42 về xử lý nợ xấu được Quốc hội thông qua, nhiều ngân hàng khác cũng đẩy mạnh rao bán tài sản đảm bảo tại nhiều địa phương khác nhau. Vietcombank vừa rao bán tài sản đảm bảo là 5 quyền sử dụng đất với giá khởi điểm là 84 tỷ đồng. Agribank cũng liên tục cập nhật tài sản phát mại của các chi nhánh lên trang web, thưa quý vị. Hội đồng quản trị Tổng công ty khí Việt Nam Gas vừa quyết định điều chỉnh kế hoạch năm 2017 với tổng doanh thu tăng lên 52.000 tỷ đồng. Lợi nhuận trước và sau thuế lần lượt là 7.500 tỷ đồng và 6.100 tỷ đồng. Như vậy thì kế hoạch tổng doanh thu 2017 của Gas sẽ tăng thêm là 8,69%, từ 47.842 tỷ đồng lên 52.000 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế tăng 18%, từ mức 5.152 tỷ đồng lên 6.100 tỷ đồng. Trước đó thì Gas cho biết trong năm 2017, Gas có thuận lợi trong hoạt động sản xuất kinh doanh từ việc giá dầu cao hơn so với kế hoạch ở mức trung bình là 54 đô la Mỹ một thùng so với kế hoạch là 50 đô la Mỹ một thùng. Theo đó thì năm 2017, ước doanh thu đạt là 62.562 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế là 9.750 tỷ đồng, tăng đến 3-7% so với thực hiện năm 2016. Gas cũng xây dựng kế hoạch BVN thoái vốn tại Gas xuống 65%. Gas tăng sở hữu BVG và BGS thoái vốn tại BCG. Thưa quý vị, Tổng công ty Dầu Việt Nam PVOI vừa cho biết sẽ tổ chức bán đấu giá cổ phiếu lần đầu ra công chúng IPO vào sáng ngày 25 tháng 1 năm 2018 tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Tòa Đắc Sô, lãnh đạo PVOI sẽ cung cấp các thông tin chủ yếu về cổ phần hóa PVOI, giải đáp các câu hỏi về tiềm năng phát triển, về cơ hội đầu tư vào PVOI trước khi chính thức IPO. Sau khi hoàn tất IPO thì PVOI sẽ phát hành cho nhà đầu tư chiến lược theo phương thức thỏa thuận trực tiếp hoặc chào giá cạnh tranh tùy thuộc vào thực tế tình hình đăng ký tham gia của các nhà đầu tư. Giá bán cho nhà đầu tư chiến lược không thấp hơn giá đấu thành công bình quân của cuộc đấu giá công khai. Theo HOSE thì PVOI sẽ bán đấu giá là 206,85 triệu cổ phần với giá khởi điểm là 13.400 đồng một cổ phần. Điều kiện tham gia các nhà đầu tư tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội và cá nhân trong nước, ngoài nước theo quy định. Thời gian cung cấp thông tin về đợt đấu giá, nộp đơn và tiền đặt cọc dự kiến là vào ngày 21 tháng 12 năm 2017. Thời gian đấu giá dự kiến là vào 8 giờ 30 sáng ngày 25 tháng 1 năm 2018. Công ty chứng khoán có nhu cầu làm đại lý cho cuộc đấu giá gửi đơn đăng ký làm đại lý đấu giá theo mẫu về HOSE trước 16 giờ ngày 19 tháng 12 năm 2017. Vốn điều lệ của PVOI dự kiến là hơn 10.342 tỷ đồng. Được biết thì tại cuộc họp báo mới đây, PVOI cho biết trên thu hợp nhất cả năm 2017 của tổng công ty hứa thực hiện là 55.500 tỷ đồng, bằng 163% kế hoạch, lợi nhuận hợp nhất dự kiến là đạt 520 tỷ đồng. Đến hết tháng 11 thì tổng công ty đạt doanh thu hợp nhất là 51.517 tỷ đồng, lợi nhuận hợp nhất đạt 470 tỷ đồng, thưa quý vị. Hội đồng quản trị công ty cổ phần đầu tư tổng hợp Hà Nội SHN trên sàn HNX vừa thông qua việc đầu tư cổ phần công ty cổ phần ngôi sao An Bình ABSC. Theo đó thì SHN sẽ mua 3 triệu cổ phần của ABSC với giá không cao hơn 130.000 đồng một cổ phiếu, tương ứng với số tiền bỏ ra là 390 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự kiến trong tháng 12 năm 2017. ABSC được thành lập vào các cổ đông sáng lập lớn trong lĩnh vực tư vấn đầu tư bất động sản, gồm tập đoàn Keller Simco, tập đoàn Bảo Việt, công ty xây dựng Hà Nội. Từ vốn điều lệ ban đầu là 100 tỷ đồng, tháng 3 năm 2010 thì vốn điều lệ của công ty được tăng lên 332 tỷ đồng và đến thời điểm hiện tại là 550 tỷ đồng. Kết thúc 3 quý đầu năm 2017, SHN đạt doanh thu là 1.141,51 tỷ đồng, tăng mạnh gấp 3,8 lần so với cùng kỳ năm trước, nhưng mới chỉ hoàn thành 38% kế hoạch cả năm là 3.000 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế là 24,95 tỷ đồng, giảm 67,84% so với cùng kỳ năm trước và chỉ hoàn thành 17,68% kế hoạch của năm là 141,12 tỷ đồng. Thưa quý vị, công ty cổ phần đầu tư châu Á Thái Bình Dương mà trên sàn chứng khoán Hà Nội là ABI vừa cho biết sẽ xin ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua phương án phát hành riêng lẻ 20 triệu cổ phiếu và dự kiến thu về từ 400 đến 500 tỷ đồng. Cụ thể với phương án phát hành riêng lẻ năm 2017 thì ABI dự kiến chào bán tối đa là 20 triệu cổ phiếu với mức giá dao động trong khoảng từ 20 đến 25.000 đồng một cổ phiếu. Tổng giá trị cổ phần thu được là từ 400 đến 500 tỷ đồng.
Nhà đầu tư được lựa chọn theo tiêu chí có tiềm lực tài chính điển hình là các công ty đầu tư, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ hoặc các đối tác nhà cung cấp của ABI. Toàn bộ lượng cổ phần sẽ bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu là 1 năm. Bên cạnh đó thì ABI còn trình cổ đông thông qua kế hoạch điều chỉnh của năm 2017, phương án phát hành cổ phiếu ESOP, phương án thưởng cho ban điều hành và một số quyết định thay đổi nhân sự. Về kết quả kinh doanh năm 2017 thì lũy kế 9 tháng của ABI ghi nhận khả quan với 129 tỷ đồng doanh thu, tăng 190% so với cùng kỳ và lợi nhuận ròng là hơn 34 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ chỉ hơn 547 triệu đồng. Song kế hoạch năm 2017 của ABI trước đó được thông qua tại đại hội đồng cổ đông năm 2017 là 455 tỷ đồng doanh thu và 118 tỷ đồng lợi nhuận ròng. Như vậy thì kết quả đạt được của 9 tháng vẫn còn khá xa so với chỉ tiêu đề ra, khi mức độ thực hiện chỉ khoảng từ 28 đến 29% thưa quý vị. Liên tiếp là những thông tin về thị trường thế giới thưa quý vị. Sàn giao dịch tiền ảo UBIT của Hàn Quốc vào ngày 19 tháng 12 đã tuyên bố đóng cửa sau khi bị tin tặc tấn công lần thứ hai trong năm nay. Động thái này càng làm gia tăng quan ngại về những rủi ro trong giao dịch tiền ảo dưới bối cảnh loại tiền này đang ngày càng trở nên phổ biến hơn. UBIT cho biết tin tặc đã đánh cắp 17% giá trị tài sản của sàn này trong vụ tấn công sáng sớm ngày 19 tháng 12. 8 tháng trước thì tin tặc đã đánh cắp gần 4.000 Bitcoin có trị giá 5,5 tỷ won, tương đương với 5 triệu đô la Mỹ và gần 40% tổng giá trị tài sản của UBIT. Theo UBIT thì giá trị tài sản của tất cả các khách hàng giao dịch tài sản này giảm 25%. UBIT cam kết nỗ lực hết sức để giảm thiểu thiệt hại thông qua việc sử dụng bảo hiểm và bán phần còn lại của doanh nghiệp này. Ra đời vào năm 2013, UBIT là sàn giao dịch tiền ảo đầu tiên của Hàn Quốc buộc phải đóng cửa. Hiện xứ sở Kim Chi chiếm khoảng 20% lượng giao dịch tiền ảo toàn cầu, khoảng 1 triệu người Hàn Quốc mà nhiều người trong số đó là nhà đầu tư nhỏ lẻ được cho là đang sở hữu Bitcoin. Giá đồng Bitcoin trên toàn cầu đã tăng 20 lần trong năm nay thưa quý vị. Xin được chuyển sang thị trường chứng khoán thế giới thưa quý vị. Thị trường chứng khoán Mỹ phiên vừa qua giảm nhẹ, thị trường có dấu hiệu chốt lời, nhất là ở nhóm công nghệ sau khi đã tăng 40% trong năm nay. Kết phiên giao dịch ngày 19 tháng 12 thì chỉ số Dow Jones giảm gần 0,2%, S&P 500 giảm 0,3%, còn Nasdaq giảm 0,4%, chấm dứt hai phiên tăng điểm liên tiếp. Nhóm công nghệ trong phiên vừa qua tăng mạnh nhất với mức tăng là 0,5% trên chỉ số S&P. Đáng chú ý trong số này thì cổ phiếu Apple giảm 1,1% sau khi Nomura hạ bậc cổ phiếu đại gia công nghệ này từ mua xuống trung lập. Nomura nhận định chu kỳ lợi nhuận của iPhone X sẽ đến chậm. Nhìn chung, nhóm công nghệ từ đầu năm nay đã tăng điểm mạnh trên nhóm phố Wall với mức tăng là gần 40%. Do vậy, diễn biến của thị trường hiện tại được cho là dấu hiệu chốt lời khi gần cuối năm, các nhà đầu tư cũng tạm thời chững lại chờ đợi diễn biến tiếp theo của lộ trình phê duyệt kế hoạch cải cách thuế. Hạ viện đã thông qua kế hoạch sửa đổi vào hôm thứ Ba, còn chờ Thượng viện thông qua. Cả năm nay, thì thị trường đã đón nhận nhiều thông tin tích cực. Dow Jones, S&P 500 và Nasdaq đều tăng từ 20 đến 30% thưa quý vị. Còn tại thị trường chứng khoán châu Á thì thị trường cũng không nằm ngoài xu hướng giảm chung của toàn cầu. Trong phiên hôm nay thì các chỉ số chứng khoán châu Á đa phần rõ sàng. Kết phiên giao dịch ngày 20 tháng 12, chỉ số Nikkei tăng 0,1%, SSX 200 của Úc tăng nhẹ không đáng kể, Shanghai của Trung Quốc và KOSPI của Hàn Quốc giảm 0,3%. Chỉ số Nikkei của Nhật Bản giữ được sắc xanh dù không mạnh mẽ nhờ vào nhóm ngân hàng và chứng khoán. Nhóm công nghệ có sự phân hóa với Nintendo giảm hơn 1%, Japan Display tăng hơn 3%. Sau khi có thông tin hãng này đang đàm phán nhận khoản gọi vốn 200 tỷ yên, tương đương 1,8 triệu đô la Mỹ từ 3 nhà đầu tư Trung Quốc. Chỉ số KOSPI trong sắc đỏ và các cổ phiếu blue chip kéo cả sàn đi xuống. Samsung Electronics giảm 1,3%, Hyundai Motor giảm 0,3%, còn Bosco giảm gần 2%. Các hãng bán lẻ Hàn Quốc cũng giảm điểm sau khi có thông tin cho rằng phía Trung Quốc cấm du khách tính hàng. Cổ phiếu Lotte Shopping giảm 1,78%, còn đại gia mỹ phẩm Amor Pacific giảm 2,86%. Tại Úc thì nhóm khai khoáng giúp ADX 200 có sắc xanh thưa quý vị. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại phần 2 chương trình Giờ Có Sổ và quý vị đừng vội chuyển kênh. Chúng tôi sẽ quay trở lại trong phần 3 với phân tích các cổ phiếu nổi bật trong ngày hôm nay.